trong lúc đó thì không biết là lý do tại vì sao mà mình lúc nào ôm quả bóng trong tay từ cái lúc rất là còn bé. Con nó bé quá thì cũng không muốn để cho em đi đá bóng. Lúc mà cháu bắt đầu đi thì cháu cũng có xin ý kiến của bố mẹ, nhưng mà lúc đấy thì vợ chồng tôi rất là thương con, không cho đi, nhưng cháu thuyết phục một hai hôm thì chúng tôi cũng đồng ý cho cháu đi, cho cháu thử nghiệm được những cái đam mê của cháu. Vị trí lúc bé là xong xuống đá vị trí trung vệ, xong đá ở vị trí tiền vệ. Ở Hà Nội tập trung thì lúc đấy mình chỉ những tờ trái bóng thôi, nhưng mà đến khi mà đến 1-2 tháng sau mình bắt đầu mình có một chút người nhà khá là nhiều, cũng có lúc tủi thân, nhưng mà con người mình thì lại ngại với nói chia sẻ những cái cảm xúc vấn đề đó. Những cái lúc đầu mình rất là muốn về nhà, phải nhớ nhà, được ở nhà có bố mẹ chăm sóc. Khi ở trên này khi em uống thì mặc dù là có các thầy, nhưng các thầy cũng phải lo cho rất là nhiều bạn khác nữa, không thể lo một mình cho em hết được, nên là lúc đó em rất là nhớ nhà. Bé đến bây giờ em vẫn luôn như vậy. Rất muốn khi đi đến nhà là được ngồi cùng cả nhà ăn một bữa cơm và nói chuyện thật vui vẻ như và thật yên tĩnh như hồi còn bé của em.
trọng là một trung vệ rất đẳng cấp và được chơi bên cạnh anh ấy thì sẽ nâng cao được cái trình độ của mình. Và em nghĩ là khi trở lại thì chắc chắn anh ấy sẽ lái lại phong độ. À, mức độ ảnh hưởng của Đình Trọng trong cái năm vừa rồi thì rất là tốt, và khi mà thiếu Trọng thì mọi người bên cạnh cũng rất là gọi là sao nhãng và không tập trung các tình huống. Khi có Trọng thì mọi người tập trung hơn, Trọng có thể bảo ban anh em và bọc lót rất là tốt. Đánh giá cao ở Trần Đình Trọng là khả năng đọc tình huống và phán đoán rất là tốt, khả năng Trọng sẽ thi đấu được. Và còn mức độ phần trăm thì cái này thì em không thể nào mà biết được. Khi cháu thấy cậu Trọng đá bóng trong đội tuyển quốc gia, cháu rất là thích. Sau này cháu muốn trở thành cậu cầu thủ như cậu Trọng.